Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin dân số của chúng tôi. Bản tin ngày 15 tháng 11 năm 2019 sẽ bao gồm những nội dung chính sau đây. Người cao tuổi Hàn Quốc trẻ hóa nhờ học làm người mẫu và nhảy hiện đại. Nhật Bản tìm giải pháp cho tài xế cao tuổi. Sức khỏe trẻ em Ấn Độ bị đe dọa bởi ô nhiễm không khí. Nhằm giữ cho nhóm dân số già khỏe mạnh và gắn kết với xã hội, chính quyền Hàn Quốc đang tích cực triển khai các hoạt động sinh hoạt, giao lưu giải trí tại cộng đồng cho người cao tuổi. Hai lần một tuần, dưới ánh đèn lấp lánh đủ màu sắc, các cụ ông, cụ bà tập trung trên sân khấu và lắc lư theo những bản nhạc đang thịnh hành tại Hàn Quốc. Đây là hoạt động của câu lạc bộ khiêu vũ dành cho những người trên 60 tuổi tại Seoul. Trong bữa tiệc náo nhiệt, mọi người còn đeo mặt nạ, đội tóc giả, khoác lên mình những bộ đồ sặc sỡ. Còn tại Học viện Đào tạo Người mẫu nổi tiếng Seoul Project, các học viên chủ yếu ở độ tuổi 50-60 được học về kỹ thuật catwalk và tạo dáng. Các khóa học được thiết kế đặc biệt để phù hợp với sức chịu đựng, sức mạnh cơ bắp, khả năng nhận thức và biểu cảm của học viên cao tuổi. Các thành viên của câu lạc bộ đánh giá việc tham gia vào hoạt động này giúp cho họ khỏe mạnh hơn cả về tinh thần và thể chất. Các động tác nhảy giúp di chuyển các cơ bắp mà bình thường người cao tuổi ít sử dụng đến và ngăn ngừa bệnh Alzheimer. Các chương trình dành cho người cao tuổi Hàn Quốc vượt ra ngoài những mong đợi của chính phủ. Viện Phát triển Công nghiệp Y tế Hàn Quốc ước tính rằng thị trường phục vụ dân số già, được đặt tên là nền kinh tế bạc, có thể phát triển thành ngành công nghiệp trị giá 73.000 tỷ Korea won, tương đương 62,1 tỷ USD vào năm 2020 trong 8 lĩnh vực, đặc biệt là giải trí. Tiếp tục một tin tức khác về già hóa dân số. Tại Nhật Bản, một trong những quốc gia có dân số già nhất thế giới, chính quyền nước này đang nỗ lực tìm lời giải cho một bài toán khó, đó là làm thế nào để đảm bảo an toàn giao thông khi người cao tuổi lái xe. Năm 2018, tỷ lệ các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng do tài xế 75 tuổi trở lên gây ra ở Nhật tăng lên 14,8% so với 8,7% vào năm 2008. Theo báo cáo của chính phủ Nhật hồi tháng 6 năm nay, các tài xế 75 tuổi trở lên gây tai nạn chết người nhiều hơn so với các tài xế trẻ tuổi trong năm 2018. Cụ thể, những người trên 75 tuổi gây ra 8,2 vụ tai nạn nghiêm trọng trên mỗi 100.000 người tham gia giao thông. Con số này gấp khoảng 2,4 lần so với những người ở độ tuổi 74 trở xuống cầm lái. Các tài xế trên 75 tuổi ở nước này phải thực hiện một bài kiểm tra nhận thức theo chu kỳ 3 năm một lần trước khi xin gia hạn giấy phép lái xe. Có đề xuất rằng người lớn tuổi chỉ nên được lái những ô tô trang bị hệ thống phanh tự động tiên tiến. Song bất chấp những nỗ lực nhằm tìm kiếm giải pháp an toàn, dường như vẫn chưa có giải pháp nào thỏa đáng để người già có thể lái xe an toàn. Các chuyên gia chính sách cho rằng cần xem xét khả năng thu hồi giấy phép đối với tất cả mọi người ở một độ tuổi nhất định để đảm bảo an toàn cho cộng đồng. Tuy nhiên, việc này có thể vấp phải luật phân biệt đối xử tuổi tác. Những năm gần đây, các công ty xe hơi và công nghệ Nhật Bản đẩy mạnh nghiên cứu taxi tự lái, đặc biệt chú trọng hỗ trợ người lớn tuổi. Các bài kiểm tra xe tự lái được Nhật bắt đầu vào năm 2016 tại các khu vực không có người lưu thông hoặc thị trấn nhỏ ven biển, vùng nông thôn. Tuy nhiên, để ý tưởng này trở thành giải pháp thực tế vẫn cần thêm nhiều năm nữa. Thủ đô New Delhi của Ấn Độ trong những ngày đầu tháng 11 vừa qua đã phải sống trong bầu không khí bị ô nhiễm nặng nề với lớp khói mù độc hại dày đặc ở mức tồi tệ nhất trong nhiều năm qua. Cứ vào mùa đông, thành phố với 20 triệu dân này lại bị bao phủ bởi khói mù độc hại do khói xe, khí thải công nghiệp và khói bốc lên từ việc đốt nương rẫy ở các bang lân cận. Các trường học đóng cửa, giao thông và xây dựng bị đình trệ bởi khói bụi. Nhiều người dân địa phương đã than phiền về chứng đau mắt và viêm họng, nên họ đã phải dùng khẩu trang để tự bảo vệ mình. Nhiều trường học tại thủ đô đã phải quyết định đóng cửa và hoạt động xây dựng phải dừng từ ngày 4 tháng 11. Không chỉ người lớn và trẻ nhỏ đang phải chịu ảnh hưởng nặng nề vì không khí ô nhiễm, ngay cả những đứa trẻ sắp được sinh ra cũng bị ảnh hưởng. Bác sĩ phẫu thuật phổi cảnh báo, một đứa trẻ sinh ra ở New Delhi hít thở không khí ô nhiễm ở mức tương đương hút 20 đến 25 điếu thuốc lá trong ngày đầu tiên ra đời. Trẻ em, người già và những người mắc các bệnh về hô hấp như hen suyễn là những đối tượng chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất từ tình trạng ô nhiễm khói bụi ở New Delhi, vốn được dự báo sẽ không thuyên giảm. Theo số liệu của Tổ chức Y tế Thế giới, việc tiếp xúc với không khí độc hại là nguyên nhân khiến hàng trăm nghìn trẻ em tử vong mỗi năm. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin dân số tuần này của chúng tôi. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị khán giả. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.